Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tiết lộ bí quyết chữa ung thư bằng tam thất bát. Tam thất bát là một loại thuốc quý hỗ trợ rất tốt trong quá trình điều trị ung thư. Đây là loại củ thuốc họ nhân sâm có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe như tăng cường sức đề kháng, giúp chống lại vi khuẩn và các mầm móng gây bệnh ung thư, giúp bổ huyết cầm máu. Đặc biệt với những trường hợp sau mổ hoặc truyền hóa chất, dùng tam thất bát sẽ giúp người bệnh phục hồi sức khỏe rất nhanh. Với những người bình thường có thể giúp phòng chống chữa căn bệnh hiểm nghèo rất hiệu quả. Củ tam thất bát có hình con quay hoặc hình thoi, đầu sần sùi thành những mấu, không phân nhánh. Vỏ ngoài của tam thất có màu xám đen hoặc xám, củ hơi ngọt và có dư vị đặc trưng giống như sâm. Do thuộc họ nhân sâm nên có tác dụng bổ như nhân sâm, tuy nhiên nó có phần khác khiến tam thất tác dụng vào phần âm huyết là chính. Và thực tế, tác dụng của tam thất bát được sử dụng rất đa dạng và được tin dùng của nhiều người bệnh. Chị Trần Thị Miều, Hoàng Mai, Hà Nội đã sống chung với căn bệnh u xơ tử cung nhiều năm. Chị sử dụng củ tam thất bát nhằm hỗ trợ trong quá trình điều trị. Chị cho biết, tôi đã sử dụng tam thất bát chữa ung thư trong vòng 2 năm trở lại đây. Sau một thời gian điều trị với tam thất bát và mật ong rừng, bệnh tình của chị Miều không nặng hơn cũng không thuyên giảm. Tôi vẫn đi kiểm tra sức khỏe đều đặn, đặc biệt là khối u. Sau một thời gian dài dùng tam thất bát, khối u của tôi không phát triển. Nếu ngừng sử dụng tam thất bát một thời gian thì khối u có hiện tượng phát triển trở lại, chị Miều cho biết. Tiến sĩ y khoa Hoàng Lam Dương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương khuyến cáo trong điều trị căn bệnh ung thư, ngoài những thuốc đặc trị có thể sử dụng củ tam thất bát để hỗ trợ. Thông thường khi sử dụng tam thất bát, người mắc bệnh ung thư vẫn phải được điều trị bằng xạ trị hay hóa trị, v.v. Nếu điều trị kết hợp với tam thất bát sẽ tăng tính nhạy cảm của mô ung thư với hóa trị và xạ trị, như vậy sẽ giảm thiểu độc hại cho người bệnh. Tiến sĩ Dương nhấn mạnh, tam thất bát không thể thay thế hoàn toàn thuốc đặc trị ung thư. Vì vậy, công dụng của tam thất bát trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư là có cơ sở khoa học, nhưng thời điểm này không nên phóng đại tác dụng của nó, làm người bệnh hoang mang trong điều trị. Để đạt được kết quả tốt nhất khi điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Với những người có thể trạng yếu sau quá trình phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị, để chữa ung thư thì việc sử dụng các bài thuốc bổ từ tam thất bát kết hợp với thực phẩm dinh dưỡng khác là hết sức cần thiết. Có thể thêm tinh bột nghệ vàng, mật ong rừng nguyên chất cùng với gà ác, hạt sen, móng giò trong các bữa ăn hàng ngày sẽ rất tốt. Cùng với đó là các bài tập luyện thể dục thể thao giúp nâng cao thể chất sức khỏe của người bệnh để nâng cao khả năng chữa trị cũng như kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Để mua tam thất bát chính hãng, các bạn có thể liên hệ và đến địa chỉ showroom của cửa hàng thảo dược Nguyễn Trần Cấp tại số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ở xa, các bạn có thể liên hệ đến hotline 0906 852 188. Ngoài ra, các bạn cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp và trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cấp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.